Đi mua kem theo cái trend ở trên TikTok á, mà vừa vào tới cửa mấy bạn chào cái giật mình hết hồn luôn. Người ta đi mua kem đem theo cái hộp thôi, còn mình đi á là mình phải mang theo cái tô, mà phải tô cá mới chịu nha. Lần đầu mang tô đi mua kem cũng còn hơi bỡ ngỡ, mà chị nhân viên cũng dễ thương lắm nha. Vị nói chị chứ lấy kem chậm chậm thôi nha, để em còn quay nữa. Vậy là chị lấy kem đúng chậm luôn á mọi người. Rồi bây giờ mình mang ra bàn nha. Vị còn xách theo một cái muỗng nữa đó. Bây giờ là mình phải dầm nát cái bánh này ra ăn chung với kem thì mới giống hot trend ở trên TikTok được. Buổi trưa xách cái tô cá với cái muỗng đi mua kem á là bởi vì tò mò, nhưng mà buổi tối xách cái hộp to đi mua kem là vì đam mê. Mọi người, cái khúc này là Vĩ mua một lần 10 cây luôn á, xong rồi dầm nhuyễn ra mang về cất tủ lạnh ăn dần. Mà nó ngon thiệt á, hôm nào mọi người cũng thử trend này đi.